tự nhiên tao thèm vị chua cay quá. Rồi mày định thế nào? Tao sẽ chọn đề nhất mì da, vì tôm chua cay lại có đầu Hà Lan, cực heo thì. Còn tao chỉ cần mở vị ra. Ôi, cuộc đời tôi chua cay quá. Úi dồi, ôi, cái vị tiền của con ẻn không có đến một xu, quả đúng là chua cay thật. Nhỏ tiếng lại, mở nhạc đi, mở cân bóng đá. Wow, bữa nay ông hàng xóm sai bảo vợ ghê thật. Mình phải học hỏi, nhà mình phải có nóc chứ. Ông sai ai đi rửa bát giặt đồ, học đâu ra cái thói lên dòng với vợ. Nói, rồi, ôi, thấy mẹ đánh bố mà con ẻn ngồi thưởng thức như đang xem phim vậy. Đúng là thú vui tao nhà mà. Mua cái FPT Playbox thật sáng suốt, nhiều cấn hay, lại điều khiển bằng giọng nói. Úi dồi ôi, ông hàng xóm đang ra lần với cái điều khiển TV, chứ có phải là ông ấy đang quạt vợ đâu. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Are you happy? Không cần trả lời đâu. Ông chỉ đang quá buồn khi không đến được với người mình yêu, nên hỏi vu vơ vậy thôi. Vui vẻ không anh? Inbox giả đi em. Chị bà không phải vậy. Có một ông bị mù, đang ngồi ăn xin ven đường thì được hai cậu thanh niên tốt bụng cho tiền. Cầm lấy đi, gắng lên nhé ông bán. Thấy con tội nghiệp, ta sẽ cho con được sáng mắt. Đổi ơn bụt nhiều. Em mà nhìn kìa, vãi lồng. Đúng là lão quân lừa đảo, tận nó một trận như tử cho chừa. Đành rằng là vẽ theo lời kể của nhân chứng, nhưng tôi không ngờ lại quả lật như vậy. Anh vẽ như vậy thì chồng tôi phải làm như thế nào hả? Thật vô dụng. Tôi xin lỗi, tối nay tôi sẽ cố gắng vẽ thật giống tên hung thủ nhất có thể. The next day. Thưa sếp, sao? Chúng ta đã bắt được thủ phạm nhờ bức vẽ của ông Kim. Đưa tôi xem. Wow. Sao anh có thể vẽ giống từng chi tiết vậy? Anh đúng là người có tài. Trước đây tôi đã đánh giá sai tài năng của anh. Ông quá khen rồi. Nhưng ông cảnh sát trưởng đâu có biết, tối qua họa sĩ này đã điều tra và làm rõ hung thủ, bắt hẳn đem về nhà để vẽ lại chân dung cho giống. Ủa, nhà cầu cũng gì mà lạ vậy? Ai lại thắp nhang cái cân? Trong nhà này không có gì quan trọng bằng nó đâu. 59 cân. Trời ơi, lại lên cân rồi. Từ nay, cả nhà chỉ được ăn một bữa. Rồi, ôi, nhà này đói hay no đều phụ thuộc vào cái cân này. Bảo sao không đem cái cân đi cúng cơ chứ? Tí Đu và mẹ đang xem tiết mục múa lửa trên TV. Wow, hay thiệt chứ. Ủa, mà thích mấy cái này lắm hả? Má má, coi con cùng biết làm nè. Lúc đó em tưởng vậy là ngầu.